Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát thanh truyền hình năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các sở ban ngành, Hội Nhà báo tỉnh đã tham dự. Năm 2023, với nhiều khó khăn thách thức đang xen do ảnh hưởng của hậu đại dịch Covid-19, sự suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước và địa phương. Sự cạnh tranh mạnh mẽ của nhiều thông tin trên các trang mạng xã hội, nền tảng xã hội đã làm sụt giảm nguồn thu quảng cáo truyền thống. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự đồng lòng chung sức của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, cộng tác viên, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng đã đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Không những trong công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, mà còn đầu tư nâng cấp chất lượng trang thiết bị, cơ sở vật chất và chăm lo tốt đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng đã thực hiện 1.440 chương trình thời sự phát thanh, 1.100 chương trình thời sự truyền hình, duy trì 56 đầu chuyên mục, trong đó có 30 đầu chuyên mục phát thanh với 2.180 chương trình một năm, 26 đầu chuyên mục truyền hình với 1.229 chương trình một năm, thực hiện 144 chương trình phát thanh tiếng cơ hò và 48 chương trình tiếng chu ru, 96 chương trình truyền hình tiếng cơ hò và 48 chương trình tiếng chu ru, sản xuất 120 chương trình với 120 phóng sự gửi cộng tác với VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam. Tổ chức sản xuất nhiều chương trình truyền hình trực tiếp các sự kiện quan trọng của tỉnh. Ngoài ra, nhiều tiểu mục, chuyên mục được duy trì và sản xuất mới để phục vụ nhu cầu nghe và xem đài của khán thính giả gần xa, như tiểu mục ống kính phóng viên, thay đổi và phát triển, đồng thuận và quyết tâm thực hiện dự án cao tốc, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, cải cách để nâng cao sự hài lòng của người dân, tư vấn pháp luật, nông nghiệp thời 4.0, cẩm nang làm đẹp, v.v. Tập trung đẩy mạnh sản xuất các chương trình số hóa trên các hạ tầng mạng xã hội như website, ứng dụng smartphone, fanpage, YouTube, TikTok, v.v. để tăng cường thu hút lượng người xem quan tâm đến kênh LTV. Hội nghị đã tập trung nghe các báo cáo tham luận của các phòng ban chuyên môn, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thông tin các địa phương nhằm triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong năm 2024 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, chú trọng tập trung bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, phối hợp tốt với các sở ngành trên toàn địa bàn để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền ở tất cả mọi mặt của đời sống xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2025, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, đa dạng hóa các hình thức thông tin, hạn chế tối đa những sai sót trên sóng, tích cực sáng tạo, mạnh dạn đổi mới, tăng cường chất lượng các chương trình nhằm tăng tính hấp dẫn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin, giải trí của người dân. Duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao cũng như góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng. Dịp này, hai cá nhân vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 5 tập thể và 2 cá nhân được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và giấy khen cho 4 tập thể. Tặng giấy khen 2 trung tâm văn hóa, thể thao và thông tin các huyện. Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 11 cá nhân được tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Tặng giấy khen chuyên đề cho 13 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và 9 cá nhân là cộng tác viên thuộc các trung tâm văn hóa, thể thao và thông tin được nhận giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ cộng tác tin bài năm 2023.